nó mọc ra. Em đóng rồi. Chồng em dở quá mọi người. Em sẽ rửa cho chung một đi. Ai thấy quỷ chung chung đang đây à? Chồng em dở quá mọi người ơi. Công bước ra quỷ công đến hơn một gai. Một gai. Mọi người ơi, mọi người nhậu không? Có ai nhậu ra mọi người? Nghĩ gì vậy? Có ai nhậu ra? Nói cái gì chung, nói cái gì? Em nói là đây là cái hợp đồng tại cung văn hóa thì chị cũng sao chị tự nói cho em nói cái này cũng không biết sao nữa. Sự cố gắng cái này là nếu mà được nói là giữ hai cái giữ cái clip này luôn á. Với lên YouTube luôn thì em cảm ơn lần nữa. Sau này có dùng thế nào đoàn Lương Tư Sài Gòn Tân Thời cũng rất là mang ơn ban giám đốc của Trung Hóa Lao Động là thứ nhất. Thứ hai nữa là chị Phương chị Phương là một người chị đã hỗ trợ để tạo mối quan hệ rất là lớn. Anh MC Tân Tài là người có thể xe duyên nữa. Một cái nữa, một điều rất quan trọng là hiện tại là cái người mà hỗ trợ hành chính cho tụi em bên Hóa Lao Động là chị Thanh đã rất là nhiệt tình để hy vọng MV này có một quý vị và một quý chị có thể coi được. Mọi người có thể thấy sự vui mừng của các thành viên của đoàn Lương Tư Sài Gòn Tân Thời. Ở đây chỉ có vài người thôi, chứ ba mấy người lận. Thì quý vị cũng có thể thấy cái sự cái việc mà mọi người đã làm cho đoàn. Cái điều đó là cái điều nghe nói lấy hình rất lớn, nói nhỏ. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho tụi em và hỗ trợ tụi em hết mình trong việc mới. Quá trời con mẹ.